Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Liên quan đến sự việc khách sạn Mã Pì Lèng tại Hà Giang bị đồng loạt cư dân mạng phản đối vì cho rằng công trình này đang góp phần hủy hoại một cảnh quan thiên nhiên cấp quốc gia. Mới đây thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc đã lên tiếng thông tin về sự việc, đồng thời hé lộ chủ nhân của công trình này. Ngay sau khi những hình ảnh và thông tin về tòa nhà 7 tầng có tên là Mã Pì Lèng trên đèo Mã Pì Lèng Mèo Vạc Hà Giang được báo chí phản ánh, mạng xã hội lập tức dậy sóng với những chia sẻ đầy giận dữ từ cư dân mạng. Với họ thì ngôi nhà này không hơn gì một cục bê tông khổng lồ thiếu thẩm mỹ, gây chướng mắt và làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ vốn có và giá trị cốt lõi của đèo Mã Pì Lèng. Trước cơn bão gay gắt từ cộng đồng mạng, mới đây thì ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc cho biết, công trình này được xây dựng từ năm 2018 và hoàn thành đầu năm 2019. Chủ của công trình này là một hộ gia đình ở thành phố Hà Giang, cụ thể là bà Vũ Thị Ánh sinh năm 1962, trú tại Hà Giang làm chủ đầu tư. Ông Cường khẳng định là công trình này nằm ở phần đệm chứ không thuộc vùng lõi cấm xây dựng. Đây là dự án tư nhân đầu tiên trên đèo Mã Pì Lèng sau nhiều năm nỗ lực kêu gọi đầu tư của huyện trong những năm vừa qua. Qua kiểm tra hồ sơ, vị trí công trình Panorama đang tồn tại chính là điểm dừng chân hẻm vực tu sản Mã Pì Lèng, từng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giao huyện Mèo Vạc chủ trì phối hợp với Ban quản lý công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đầu tư xây dựng với mục đích là mở rộng khu vực ngắm cảnh hẻm vực Mã Pì Lèng, điều kiện là không quá 2 mét, tận dụng đá làm nguyên vật liệu xây dựng. Tuy nhiên thì những văn bản này đều không nói đến việc xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc cho hay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban vào cuộc để khắc phục những sai phạm của công trình. Lãnh đạo huyện cũng xác nhận, đến thời điểm hiện tại thì công trình này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư, công trình chưa được cấp phép xây dựng. Thẩm quyền cấp phép xây dựng cho công trình là Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc. Dự kiến là trong đầu tuần tới, các ban ngành, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang sẽ có một buổi họp kiểm tra và đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường. Mọi thông tin tiếp theo về sự việc thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like và subscribe S News nhé!